Xác định tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình này, thôn En, xã Chí Nang đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về công tác bảo vệ môi trường. Tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên về xi măng, thôn đã vận động bà con nhân dân xây dựng các hạng mục như láng gầm nhà sàn, nhà tắm, nhà vệ sinh, chuồng trại gia súc gia cầm. Bên cạnh đó, ban thôn đã tuyên truyền vận động người dân đầu tư xây dựng khuôn viên tường rào, chỉnh trang nhà ở, rời chuồng gia súc gia cầm cách nhà ở đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến nay, cơ bản các hộ dân đã chú trọng thực hiện tốt nếp sống, giữ gìn vệ sinh khu vực nhà ở, vườn hộ và đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Tuy nhiên, đến nay, thôn vẫn còn khó khăn trong thực hiện khuôn viên vườn hộ. Một số hộ dân hạn chế trong việc dọn dẹp nơi ăn chốn ở, thói quen sinh hoạt như để đồ đạc bừa bộn dưới gầm sàn và không có thói quen vệ sinh nơi ở hàng ngày, hay xả rác thải sinh hoạt, chăn nuôi ra vệ đường. Để khắc phục hạn chế này trong công tác xây dựng nông thôn mới, Ban Phát triển Thôn En, xã Chí Nang đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, cùng đoàn kết thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Nói chung về cái tiêu chí khó khăn thì hiện tại bây giờ là trong thôn đang còn là 3 cái tiêu chí nữa là chưa đạt. Còn cái tiêu chí khó khăn nhất ở đây hiện tại bây giờ là về cái môi trường. Trong cái môi trường là khó khăn vì cái phần là vườn hộ. Cái này thì bà con cũng tham gia rồi nhưng mà về cái sự nhiệt tình để mà ủng hộ theo cái thực hiện theo tiêu chí này là cũng chưa được đồng tình lắm. Có một số hộ cá biệt là tham gia nó chưa được thường xuyên. Đặc biệt là dọn dẹp trên nhà dưới sâm và tổng dọn vệ sinh vườn hộ xung quanh nhà. Trong cái thời gian sắp tới, ban phát triển của thôn sẽ kết hợp với ban chỉ đạo và ban phát triển của cấp xã cũng như là cấp huyện sẽ tổ chức họp dân và tuyên truyền vận động để đấu mối giữa cấp thôn và ban phát triển của cấp xã và ban quản lý cấp xã sẽ tiếp tục là vận động tuyên truyền cho bà con hiểu rõ và tham gia đồng tình hơn nữa đối với cái nội dung này. Bên cạnh đó, thôn En đã có nhiều giải pháp như tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải thiện cảnh quan môi trường tại nơi sinh sống và khu vực sản xuất, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường thông qua phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, phát huy vai trò người có uy tín, vai trò của cán bộ đảng viên trong công tác vận động tuyên truyền thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Trong cái thời gian thực hiện về nông thôn mới thì gia đình tôi thì cũng vừa hiến đất và vừa cùng tập thể để huy động nhân dân và làm cái đường với tại gia đình tôi tích cực để tham gia với các phong trào về vệ sinh môi trường cũng như là để đảm bảo trong sạch cho thôn bản. Còn nữa thì tôi là còn một người đảng viên trong chi bộ thì tôi cũng luôn vận động nhân dân để thúc đẩy nhân dân để nhà các nhà để chuẩn bị cho hệ thống nông thôn mới để đưa vào để phát triển sau này. Để tăng mức thu nhập, trong thời gian qua, ban thôn đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế như vận động bà con đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế gia trại, đồi rừng, đặc biệt là phát triển chăn nuôi gia súc, một thế mạnh của địa phương. Thiết nghĩ, xây dựng nông thôn mới không phải là vấn đề gì xa lạ, mà xây dựng nông thôn mới thực chất là đổi mới bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống cho chính người dân được làm, được hưởng thụ. Để thực hiện thành công chương trình này, không chỉ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà rất cần sự đồng lòng của nhân dân địa phương để góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đưa thôn En đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.